rồi bắt được con quả và nhìn thấy cô bé đấy khóc ở trên cái gương thờ. Con gái vật nói cha tôi đang bị ốm nặng, chắc không thể khỏi được, hãy cho tôi thăm bác đâu ốm nặng đâu ốm nặng đâu không được người không thể rời khỏi lối đài này. Nếu người trở về đây thì tôi sẽ có một bữa ăn tuyệt vời cho người. Đúng rồi. Từ lâu tới đi về thấy cha mình đang ốm thật quá rồi. Mẹ trở về lâu trà thì thấy con quả vật đã bị sắp chết rồi. Hãy ôm quả vật nằm nằm lên bãi cỏ mà cũng không ai để ký lọc đấy. Cuối cùng là có một hoài tự hiện ra sáng. Cô chủ đã biến tôi thành một con quái vật. Tôi cứ tưởng rằng bác sẽ có một con quái vật. Hết rồi.